Chùa Vĩnh Hưng, địa chỉ 110 Trần Hưng Đạo, phường 2, tỉnh Sóc Trăng. Chùa Vĩnh Hưng, ngôi chùa đá độc nhất ở Sóc Trăng. Đến thăm thành phố Sóc Trăng, du khách sẽ gặp rất nhiều ngôi chùa, đền cổ kính, uy nghiêm và tất cả đều mang đặc trưng riêng. Trong đó có chùa Vĩnh Hưng, ngôi chùa đá độc nhất của tỉnh. Chùa Vĩnh Hưng còn gọi là Tổ Đình Vĩnh Hưng, tọa lạc tại số 110 Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Xưa kia, chùa được gọi là chùa Cây Điệp, vì trước khuôn viên chùa có cây điệp lớn. Còn bây giờ, chùa còn được gọi là chùa đá, bởi chùa được xây dựng bằng đá nguyên khối. Với lối kiến trúc độc đáo, chùa Vĩnh Hưng không chỉ là nơi hành hương cho các Phật tử, mà còn là địa điểm du lịch Sóc Trăng, thu hút nhiều bạn trẻ tham quan chiêm ngưỡng. Chùa Vĩnh Hưng được thành lập vào năm 1912 do thí chủ Đinh Thị Định dày công sáng tạo, với tâm nguyện kiến lập ngôi đạo tràng để làm nơi quy ngưỡng cho những người con của Phật tìm về với nguồn cội tâm linh. Chùa Vĩnh Hưng là ngôi chùa theo phái Bắc Tông, tọa lạc trong khuôn viên rộng khoảng 6.800 m². Ngôi chùa hiện nay là tâm huyết của Thượng tọa Thích Thanh Chương, thế danh Trần Đức Lành, sinh năm 1965, quê ở ấp Tổng Cán, xã Liêu Tú, huyện Long Phú, nay là huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Thượng tọa Thích Thanh Chương đã đứng ra vận động bà con Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí và cung thỉnh chư tôn đức trong thường trực ban trị sự tiến hành động thổ đại trùng tu ngôi Vĩnh Hưng cổ tự vào ngày 9 tháng 9 năm 2009. Ông Lâm trọng bệnh và qua đời tháng 3 năm 2013, thọ 48 tuổi, khi công trình mới cơ bản hoàn thành. Chùa Vĩnh Hưng có với lối kiến trúc độc đáo khi được xây dựng bằng hàng chục ngàn viên đá nguyên khối hình chữ nhật với bố cục hài hòa giữa kiến trúc Nhật Bản và Việt Nam. Các khối đá được đặt từ miền Trung và do những người thợ có tay nghề cao lựa chọn và cắt gọt tỉ mỉ để gắn kết lại với nhau, giữ nguyên màu sắc tự nhiên, tạo thành tổng thể hoàn mỹ. Tổng thể kiến trúc của ngôi chùa gồm có cổng tam quan, chánh điện, nhà thờ tổ, tháp, hòn non bộ. Qua tam quan có hàng chữ chùa Vĩnh Hưng, phía dưới là tên tiếng Hán. Khuôn viên chùa bài trí rất nhiều cây xanh, hoa kiển, làm tăng thêm cảnh sắc thiên nhiên cho ngôi chùa. Trước ngôi chánh điện có trang trí hai con sư tử đá màu trắng rất tinh xảo, như đón chào du khách đến tham quan. Bước qua các bậc thềm là tiền sảnh, là nơi đưa đón tiếp khách. Hai bên có tượng hộ pháp canh giữ. Tiếp theo là ngôi chánh điện có không gian rộng lớn được bao bọc bởi những tảng đá nguyên khối xếp chồng lên nhau. Phía trên mỗi góc mái được trang trí hình hổ, phù đặc trưng theo họa tiết hoa văn Nhật Bản. Cửa chính và cửa sổ được làm bằng gỗ, trang trí hoa văn sắc sảo và tinh tế. Đây được gọi là giảng đường, nơi tập trung đông đảo Phật tử mỗi khi diễn ra nghi thức hành lễ. Phía sau chánh điện đặt liền kề, cách một cái sân trong là nhà thờ tổ, nơi đây tổ chức như gian thờ, án thờ chính ở giữa đặt tượng Bồ Đề Đạt Ma. Bên dưới là tượng sư tổ khai nghiệp ngôi chùa và đại đức thượng tọa nhiều đời của chùa. Khu vực án thờ cũng có cửa võng, cuốn thư, câu đối. Phía sau ngôi chùa là tháp Phật có cấu trúc 5 tầng với ý nghĩa tượng trưng cho 5 triết lý địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại và không đại, trên cùng là một bảo tháp. Nằm giữa lòng thành phố Sóc Trăng nhộn nhịp, nhưng khi bước vào chùa Vĩnh Hưng, du khách sẽ cảm thấy không gian thanh tịnh lạ thường. Chùa luôn là địa điểm tâm linh tín ngưỡng cho các Phật tử và du khách gần xa trong tỉnh Sóc Trăng đến chiêm bái và cầu quốc thái dân an. Chùa Vĩnh Hưng mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Nhật Bản và Việt Nam, gần gũi với môi trường thiên nhiên,
sự đặc sắc trong văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Sóc Trăng hòa nhập và đan xen vào nhau, tạo nên những nét riêng đặc sắc khiến du khách thập phương không sao cưỡng lại được. Video xin được tạm dừng nơi đây. Chúc các bạn vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem video của phong cảnh làng quê. Các bạn nhớ ủng hộ, bấm nút like và đăng ký kênh để cho mình có động lực làm những video tiếp theo nhé.